À, dạ vâng, em Dư chào cả nhà ngày thứ hai đầu tuần, nhiều năng lượng và sức khỏe. Này có mấy chiếc Casio năng lượng và có cái con này độc lạ nè, Fossil. Cái hãng này rất là nổi tiếng của Mỹ, nó là một cái tập đoàn rất là lớn, Fossil này. Con này nó thiết kế mặt của nó sẽ gồm hai màu. Một nửa là màu đen và nửa bên này sẽ là màu nâu, dễ vân gỗ này, khá hay. Và đặc biệt chiếc này á, anh em để ý cái lịch của nó sẽ là lịch vàng nha. Xưa giờ rất là hiếm gặp những cái dòng đồng hồ mà sử dụng cái lịch mà vàng như vậy. Đa số là mình sẽ gặp mặt trắng. Bởi vì cái ô lịch á, nó chữ là màu đen, cho nên á, thường sẽ là màu trắng hết. Em lấy ví dụ như đây. Đây, mặt trắng nè, cái nền trắng nè, hai con này cũng nền trắng nè, cứ là nền trắng chữ đen thôi cả nhà. Còn anh chàng này nó sử dụng cái nền vàng, thật sự rất là hiếm gặp. Bộ kim có dạ quang và các cái bộ cọc số học trò của nó sẽ là bằng thép, bắt sáng rất là tốt, có dạ quang chấm bi ở đây nữa nha cả nhà. Con này thì nguyên zin hết. Kháng nước 10 ATM nè. Mã số là CH2557. Cả nhà có thể search là Fossil CH2557, nó sẽ ra đích danh như chiếc này. Đây em dư về được một con, dây khóa nguyên zin hết toàn bộ. Ba cốt, 6 kim, một lịch. Các tính năng là đều hoạt động hết nha. Con này có kẻ hộp và giá của em nó sẽ là 1.450.000, mã 61. Rồi size con này là 40 43 cả nhà. Chiều dọc của con này nó sẽ là 51. 43 nhân 51. Dành cho mấy anh tay ít nhất phải là 16.5 trở lên nha. Khá là to, độc lạ. 1450 thôi. Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm hai máy, một cái bộ máy dạng kim và một cái bộ máy là dạng điện tử, hai ô trên dưới. Đây, cài đặt, cái này là cài đặt báo thức nè cả nhà. Cái đây là mình chỉnh ngày thứ tháng nè. Với những cái mẫu đồng hồ hai máy như vậy, mình có thể chỉnh cái bộ đồng hồ kim là giờ thực tế của chúng ta. Còn cái bộ điện tử này mình sẽ chỉnh một cái múi giờ thứ hai, hoặc là mình cài báo thức, hoặc là mình cài đặt ngày thứ tháng để mình tiện theo dõi trên cái màn hình như vậy, rất là tiện lợi. Những cái tính năng này thì lát nữa em Dư sẽ chỉnh lại về chuẩn cái thời gian cho cả nhà mình luôn nha. Đây là ngày 18 này. Ok. Con này hãng engine này cũng của Mỹ và ở sau nó có hình cái máy bay nè. Chiếc này là phiên bản titan nguyên con nha cả nhà. Engine nè là một cái thương hiệu chuyên cho cái quân đội Mỹ nè, USA, Air Force là không quân á. Cái thằng Nixon á là cho hải quân, cái thằng gì đó ta là cho bộ binh, TMS là cho bộ binh, còn Engine là cho không quân. Mỗi cái sản phẩm của nó đều có cái phân khúc riêng hết. Mẫu này là full titanium, hồ titan đúc luôn này, đã chưa.
Ok nha, hai máy 4 núm. Và chiếc này 680k thôi, mẹ 62, dây tay cỡ 17.5. Con này size 39 nha cả nhà. Size 39 thì rất là dễ đeo. Chiều dọc của con này sẽ là 44. Chiếc này ví dụ như mấy anh mà tay vừa và nhỏ rồi thì mang cũng rất là ok. Cụ thể là tay 15, 15 năm. Đó, mang vừa khít luôn ha. Titan rất là bền và nhẹ. Rồi ở đây em có hai chiếc Casio. Mẫu này thì không phải giới thiệu nhiều nữa. Và đây là một cái phiên bản đẹp nhất của cái dòng mà gọi là Casio quốc dân á. Mặt của nó sẽ là mặt màu cát, mặt cát sần. Bộ kim và cọc số là có cái viền vàng, có nét vàng sang trọng. Ở những cái mẫu này thì gần như chúng ta không phải tốn thêm bất kỳ một cái chi phí nào nữa hết. Thứ nhất đó là dây của nó là dạng dây rút, bao cho mấy anh tay 21, 22 đều được, không cần phải ra tiệm cắt mắt. Còn những anh chàng nào mà tay nhỏ lắm á, mình có thể đục bớt cái mắt đây ra. Cho nên là con này tay từ 14, 14.5 trở lên cho tới 22 đều chơi được. Đó là một điểm đáng khen. Thứ hai là nó sẽ có đèn, có giờ quang và có cả đèn để chúng ta xem giờ dễ hơn vào ban đêm, dành cho mấy anh mà khó ngủ nè, hoặc là mình làm việc ở ban đêm mình cần có đèn để mình nhìn giờ. Có báo thức, 5 chế độ báo thức, pin năng lượng khỏe nè, rồi cái gì nữa, giờ thế giới nè, vân vân. Những cái chiếc này thì rất là sướng, gần như là nó là chùm trong tầm giá rồi. Size 41 là tính cả hai bên sườn nha cả nhà. Còn chiều dọc của con này tính cả hai càng luôn là chỉ có 43-44 thôi. Một cái đồng hồ mà gần như là đáp ứng hết tất cả các cái tiêu chí của một mẫu đồng hồ gọi là đeo mỗi ngày. Nó chỉ dở hơn cái thằng Timex cách đây 2-3 hôm em lên hay đó, là nó không có cái đo nhiệt độ thôi nha. Tại vì nhiệt độ nó cũng là một cái mà mình cũng hay quan tâm, hoặc là mình cũng muốn biết là đang bao nhiêu độ. Chứ còn mà mấy tính năng như là giờ thể thao rồi chẳng mấy khi xài. Và đây là con Overland 800 full titan, kiểu màu quân đội. Chiếc này cũng có lịch vạn niên, dạ quang rất sáng. Và bên cạnh đó con này sẽ là hai đèn, một cái đèn góc 12 giờ và một cái đèn góc 6 giờ. Chiếc này nó còn có cả tính năng auto light, có nghĩa là ban đêm á, mình giơ cái tay lên mình chìm giờ tự động nó sáng đèn lên. Rất là hay. Con này thì anh em nhìn cái vỏ nó là biết độ mới như thế nào ha. Gần như là như mới luôn ha. Mới ken xà beng này. Dây nè, đấy. Hả? Dây khó nguyên zin hết. Kiểu titan này cái màu nó mù mù như vậy, nhưng mà về đánh giá chung thì rõ ràng là nó rất là mới. Đấy nè, rất là nhiều các thông số. Dòng Overland này được sản xuất tại Gia Băng luôn cả nhà. Titan nè, Gia Băng nè, kháng nước tốt, pin năng lượng khỏe, có báo thức, hết đủ cái. Kích thước cũng khá là nhỏ gọn, dễ đeo. Con này là size 38.5 nha. Rồi vậy đi. Con này là 800, còn cái con quốc dân này thì là 600. Hôm nay em có hai chiếc nữ Citizen XC dành cho các chị đẹp. Phân khúc XC thì nó rất là cao cấp, rất là cao tiền. Ở đây mình sẽ thấy cái bộ kim và cọc số của nó nhìn khác hẳn. Mặt của nó cũng là mặt sàn cừ ánh hồng có lịch. Dòng này thì chúng ta chỉnh giờ nó rất là dễ. Nó không có như những cái con radio control khó chỉnh giờ. Thì chiếc này chỉ là pin năng lượng bình thường thôi. Chính vì vậy mà mình chỉnh giờ là mình rút hai nấc mình chỉnh bình thường này. Còn chỉnh lịch thì mình sẽ rút ra một nấc rồi mình sẽ bắt đầu mình xoay thôi. Cho nên những cái con này ví dụ như là sau này mà mình ít xài
thì mình lấy ra mình chỉnh giờ nó cũng dễ hơn là những cái con radio control. Ok, dây khó nguyên zin, rất là mới đẹp sang nè. Thật ra mấy con này mới khó xăng nè, bởi vì sao? Đa số em thấy mấy cái dòng này á hay gặp ở có tính năng radio control là nhiều. Nhưng mà cái thằng radio control á, nó chỉ được lợi cái là lịch vạn niên. Nhưng mà thực tế là sử dụng á, thì rất là khó chỉnh. Và một cái trở ngại thứ hai ở những cái dòng đó, đó là thay pin nó cũng khó nữa. Còn những con này thay pin dễ hơn rất là nhiều nha. Đây, mặt của nó là mặt xe cừ ánh hồng nè, rất là xinh. Bộ kim cọc số, sắc nhọn, rất là đẹp. Con này là 850 nha nha. Size 25. Chiều dọc con này sẽ là 35 đó, 25 x 35. Size 25 thì phù hợp với hầu hết cổ tay của các chị rồi. Ở đây em có một cái kiềng cubic khá là hay, một cái kiềng vàng. Ở đây nó sẽ có đây, ở đây nó sẽ có một cái chốt để mình tháo kiềng ra nè. Rồi đóng chốt lại. Da băng mua mình này cả nha. Nước vàng cũng còn rất là đẹp. Và ở đây nó sẽ làm hai cái càng cubic thần tình yêu. Độc lạ, mặt xanh. Con này hiện tại đang hết pin nè, lát nữa em đi thay pin. Rồi, ok. Độc lạ nè, kiên vàng hình cubic nè. Đồ nước vàng cũng còn rất là mới. 500k thôi cả nhà. Và chiếc này là siêu dạ quang. Em dư bán đồng hồ rất là nhiều. Và rõ ràng là những cái thằng nếu mà nói về dạ quang á, thì thằng Silen này nó thuộc dạng là số 1 luôn. Không những nó dạ quang rất sáng mà nó hấp thu ánh sáng cũng rất nhanh, mà nó rất là lâu tan. Cái thằng Silen này rất là tuyệt vời. Nó không giống như những cái dòng khác, thì nó cũng có dạ quang đó, nhưng mà thứ nhất là không sáng bằng, và thứ hai là nó sẽ mau mờ. Còn cái thằng này lúc nào cái dạ quang của nó cũng sáng mờ 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 mờ, cho dù là chúng ta không có rọi ánh sáng vào. Thành ra là ban đêm chúng ta xem giờ rất là dễ. Và đây là một cái phiên bản cũng khá được mấy anh em săn. Dây khó nguyên zin hết, nụ của nó sẽ là phía bên trái, nụ to chà bá. Nói chung là cũng khá là độc. Kính rồi có phủ một cái lốp chống ló nữa. Ok chưa? Đẹp ha, con này cũng còn rất là mới. Chiếc này size của nó sẽ là 44. Size 44 nha cả nhà. Và 1.680k. Dây tay cỡ 18.5 nha. Hôm nay em giới thiệu vài mẫu như vậy. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ạ.